Yeah, another one's just here. Bàn tâm hồn mùi. Mày hot water không? Con đâu rồi, con có hot juice rồi. Tâm hồn và càng cua. Ê, cầm lấy đi. Bẻ con ra, con đứng vào bà, bẻ con ra đây. Wow, my god. Wow. Gạch không. Ủa, gạch không đâu, có gạch nè. Trời, mông, có dĩa của mông đâu. Bẻ thì con cái đầu nó có gạch không? Thì coi, bên đó có gạch rồi đó. Cái này. Wow, gạch luôn á. Con nào cũng có gạch hết. À, dĩa của mình em ơi. Bẻ không? Dạ được rồi. Quá chừng rồi hết. Wow, sau này bữa nay sẽ con nào cũng gạch hết ra. Chụp cho cô đi. Đây nó đang quay. Con đang quay cái. Bên kia, ba nè, ba chụp bên này. Đây. Để chụp hết nó mấy anh em. Ok, bật lên. Party. Lots of party. Wow. Đây con chụp ba nè, ba bưng lên hết đi. Đây. Anh bạn bên kia nè. 1, 2, 3, chắc là hết rồi. Đây là bữa nay là sòng bài nó cho nha mọi người. Rồi cho đó. Bữa nay là miễn phí. Rồi, ăn miễn phí. Bữa nay mắc được cái lỗ mình lỡ. Lỗ mình lỡ. Con về con chụp luôn cha. Cái này á là tôm hùm. À vậy được rồi. À cái này có cái cua bằng đế nè, nè. Kinh như không? My god, có cái cạn nó bằng tay của mình với cái tay của mình luôn hả? Bây giờ quay hả? Quay chứ. Chụp ba đi, yêu rồi. Nhanh vô. Rồi, có rồi. Vô. À rồi ha. Mềm. 35 đồng một người nha mọi người. 35 đồng người. Có cua hoàng đế. Mặn không? Tâm hầm. Ăn cái này nè không mặn. Em mình thì là nó ăn cua hoàng đế. Đó, bỏ lên. Đừng để cho quay nguyên đó mà. Bán cái đi rồi, có được bán cái nữa. Ồ, nè, đã chưa? Bỏ lớn mọi người. Còn cái ngón tay cái của mình nè. Lớn này hả? Ồ, cái chân nào con ấy con vậy lù luôn đã dễ sợ. Quan kể ra trời nó cái nó bóp ra. Không thích ăn mà bỏ vậy. Nay con nè. Vào ăn, ban đi ăn đi. Cứ ăn cái ăn. Ngon thiệt. Này nó. Ngon không? Cái là con cua hoàng.
vua Quỳnh Đế, vua Quỳnh Đế, vua Hoàng Đế hay là Quỳnh Đế, cái này Hoàng Đế, Quỳnh Đế khác đó nha. Thì online nó nói con vua Quỳnh Đế khác, chỉ mình chưa ăn mọi người, mình ngồi mình quay phim. Vua đó là vua Hoàng Đế, King Crab. Dạ, vua Hoàng Đế. Mình chơi mấy nước sốt này. Tôm này ngọt kìa thật. Tôm ngọt à? Con nhỏ. Ủa ba không ai cái càng của nó hả? Cái càng cũng ngon mà. Cái này có mấy chú ở Việt Nam qua báo lại mấy chú ở Việt Nam qua chơi. Ủa sao không ăn cua mà mang thịt bò? Ăn trước rồi, ăn cua con. À, ăn trước hả? Wow, con nó cái đó trứng à, cái gạch ta? Trứng, đỏ, trứng, gạch. Gạch nó lên, nó thành trứng. Gạch nó còn này. Đó là trứng. Trứng này nha. À, chắc là trứng, trứng. Ừ, đó là trứng. Okay. Thèm quá mọi người, vớt con tôm cái. Ồ, con tôm này cũng bự lắm nha. Con này nó bự nè. Cua này ốp. Cua bên kia ốp, cua nó. Cua này nhỏ. Ta nó bỏ bàn. Không bỏ trên tăng. Đây một bàn. Đó, bàn. Ta mới làm được một người. Từ từ nó mà. Không phải lát bên kia. Mọi người thấy bên kia không? Ăn cả dĩa luôn, cả bàn luôn á. Không phải bàn nào cũng vậy á. Này là enjoy. Thịt á. Qua cái đây là nguyên cả một cái nhà hàng của người ta nè. Ai cũng ăn, mình nói nhỏ mọi người, trong nhà hàng người ta đó ai cũng ăn tôm cua hết á. Thái dễ sợ luôn. Nhà hàng gì đâu mà thấy là đậu đen không à mọi người, tại vì hình như là đậu đen á thích ăn tôm cua nhiều, đồ biển nhiều hơn là biển trắng. Mình đi vòng ở khách sạn qua cái nhà hàng cho mọi người coi, còn là đậu đen ăn tôm cua nha mọi người. Wow, coi mình một dĩa, một cái thau, một thau tôm cua Hoàng Đế mà không ai ăn nữa mọi người. Nó nhiều ý nổi mà bây giờ không ai ăn luôn á. Nè. Thấy không? Thấy một thau cua Hoàng Đế không? Nhiều quá, ai muốn ăn ăn. Mấy cái này ngon lắm mọi người. Ngon lắm á nha, ngọt, nó ngọt như là đường sao nó vậy luôn á. Đồ ăn bên chỗ cái nhà hàng này nó phong phú kinh luôn.
ăn phong phú lắm. Cua này không phải ăn luôn á nè. Cua này là cua mà nhà hàng nào mà nó có cua này là cũng ăn đã luôn á. 35 đồng một người nha mọi người, mình cứ nhắc lại là 35 đồng một người. Đó, nó bỏ cua vô đó. Ngon lắm mọi người. Ăn cái đó là phải có kèm với nước sốt nè. Cua đó là cũng cua hoàng đế luôn á. Hoàng đế mà loại loại vàng. Đã hả? Đời mà. Wow, nó chưa nó đem ra nè. Just one. Good, thank you. What are two? Just one, thank you. What are two? Mấy con, mấy một con, mấy hai con. What are two? Open two. Thank you. Chơi một thùng nữa ngoài nữa nè. Ai muốn ăn không? Ăn không hết đâu. Cái vàng hấp đó nè mọi người. Cái vàng, cái đó là cái vàng hấp của người ta đó. Không bao giờ mà nó đó. Rồi, coi nè, tôi thùng thùng có để cho mày ngoài vậy chưa? Hả ha? Mấy cái này thì mình lướt qua thôi. Ok, để thôi nha mọi người, bye mọi người nha. À, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.